Thưa quý vị, giá vàng đang chững lại nhưng người mua vẫn thua lỗ khi khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán ở mức cao. Áp lực nợ đáo hạn cuối năm khiến người nắm giữ bất động sản phải hạ giá sâu để bán được hàng. Quý vị đang theo dõi Nhịp sống Kinh tế và ngay sau đây là diễn biến đáng chú ý của thị trường trong tuần. Trước nhu cầu tăng cao về nông sản trong dịp Tết Nguyên đán, lượng xe làm thủ tục thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc đang tăng dần. Dự báo sau khi Trung Quốc nới lỏng chính sách kiểm dịch vào đầu năm 2023, năng lực thông quan sẽ tăng đột biến sau một thời gian dài ảm đạm. Số xe chở hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tăng 1,1% so với tuần trước đó, trung bình đạt khoảng 452 xe một ngày. Trong đó xuất khẩu khoảng 127 xe một ngày, nhập khẩu khoảng 325 xe một ngày. Qua cửa khẩu Tân Thanh tăng 1,6% trung bình, đạt khoảng 362 xe một ngày, trong đó xuất khẩu khoảng 215 xe một ngày và nhập khẩu khoảng 147 xe một ngày. Đặc biệt tại cửa khẩu Chi Ma, lượng phương tiện chở hàng hóa qua cửa khẩu tăng mạnh, đạt gần 30% so với tuần trước, trung bình đạt khoảng 55 xe một ngày, trong đó xuất khẩu khoảng 12 xe một ngày, nhập khẩu khoảng 43 xe một ngày. Tại cửa khẩu Cốc Nam, số xe chở hàng đạt 22 xe một tuần, tăng 214% so với tuần trước. Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc trong những tháng cuối năm đang tăng mạnh. Trong tháng 10, trị giá xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường này đạt 152 triệu đô la Mỹ, tăng 44,2% so với tháng 10 năm 2021 và tiếp tục tăng trong tháng 11 sau thời gian dài chùn sụt. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong những tuần đầu tháng 12, lượng hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc bắt đầu tăng mạnh. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn đạt 35 triệu đô la Mỹ, tăng 21% so với tuần trước đó. Trong dịp Tết, dự báo nhu cầu của thị trường Trung Quốc chiếm tới hơn 50% lượng hoa quả tươi xuất khẩu của Việt Nam. Đây là cơ hội rất lớn cho rau quả Việt Nam ngược dòng sang thị trường này trong tháng cuối năm. Đặc biệt, bước sang năm 2023, khi các nghị định thư bắt đầu được thực hiện, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc có thể tăng trưởng tới khoảng 20-30%. Dịch chuyển số, mua sắm trực tuyến đang là xu hướng mà người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn. Đáng chú ý, các nhà thuốc đang tăng cường sự hiện diện trực tuyến dù ngành dược nhiều năm qua vốn gắn liền với các hiệu thuốc và bệnh viện. Các chuỗi nhà thuốc online đang bùng nổ và được nhiều người lựa chọn như một giải pháp tiết kiệm thời gian đi mua và xếp hàng như vẫn thấy ở các hiệu thuốc hay trong những nhà thuốc của bệnh viện. Trong số các nhà thuốc online hàng đầu tại Việt Nam, YoHealth dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lưu lượng truy cập website với 172,1%. Thứ hai là nhà thuốc Long Châu với 150,22%. Những website có tốc độ tăng trưởng mạnh tiếp theo lần lượt thuộc về nhà thuốc Việt, PharmaCity và nhà thuốc An Khang. Thị trường xăng dầu thế giới trong tuần này chịu tác động của nhiều yếu tố khiến giá xăng có diễn biến tăng giảm đan xen, nhưng nhìn chung giữ xu hướng giảm và thị trường xăng dầu trong nước cũng không nằm ngoài xu hướng này. Thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động bởi lo ngại về nguy cơ suy thoái toàn cầu ngày càng gia tăng. Tại thị trường trong nước, sau kỳ điều hành ngày 12 tháng 12, giá xăng RON 95 giảm 1.504 đồng một lít xuống 21.200 đồng một lít, xăng RON 92 giảm 1.333 đồng một lít xuống 20.346 đồng một lít. Giá các loại dầu cũng giảm mạnh. Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu cam kết tổ chức bán hàng bình thường, đảm bảo đủ xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện về cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế. Công điện được đưa ra một tuần sau khi Ngân hàng Nhà nước nới 1,5-2% hạn mức tăng trưởng tín dụng năm nay, tức tín dụng cả năm nay sẽ tăng 15,6-16% so với đầu năm. Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy nhanh giải ngân chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Các ngân hàng phải tiết giảm chi phí, thủ tục hành chính để có dư địa giảm thêm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn và góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hiện mặt bằng lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng đã chạm ngưỡng 11% một năm, thậm chí có ngân hàng ghi nhận mức lãi 13% mỗi năm với khoản vay tiêu dùng như mua nhà. Giá vàng trong nước đang rơi vào chuỗi ngày đứng im nhưng doanh nghiệp kinh doanh vàng luôn giữ khoảng cách giá mua vào bán ra ở mức trên dưới 1 triệu đồng một lượng, khiến người mua thua lỗ ngay khi nắm giữ vàng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 66,45, 67,25 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Giá vàng nhẫn tròn trơn 53,2, 54,2 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới ở mức 1.793 đô la Mỹ một ounce, giảm 4 đô la Mỹ một ounce so với cuối phiên giao dịch trước đó. Theo tỷ giá quy đổi tại Vietcombank, giá vàng thế giới khoảng 54,2 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 13 triệu đồng một lượng. Khoảng chênh lệch lớn giữa giá vàng thế giới và trong nước cùng với mức giá mua vào bán ra neo ở mức cao khiến người mua lỗ ngay 1 triệu đồng một lượng khi giao dịch. Thị trường chứng khoán có nhiều phiên tăng điểm nhưng biên độ tăng không đột biến khi nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng.
mức chiết khấu của nhiều mã đạt ngưỡng 2 chữ số. Tuy nhiên, hàng loạt cổ phiếu bất động sản lại tiếp tục bị bán tháo. Ngoại trừ NVL và HPX, những mã được chú ý trong nhóm bất động sản hầu hết đều giảm kịch sàn. Ở phía cung, lượng bán chặn ở vùng giá cao, chờ xem động tĩnh của dòng tiền. Trạng thái giằng co khiến VN Index đi ngang trên tham chiếu trong biên độ hẹp. Với bất động sản, nhóm này chiếm trọn 5 mã giảm mạnh nhất VN30 với KGH, VIC giảm sàn, VHM, VRE và PDR mất trên 6%. Ở phân khúc vốn hóa trung bình, các mã bất động sản tiếp tục là tâm điểm khi chịu áp lực bán tháo. DIG, CEO, DXG, HQC, L14 ở trong trạng thái giảm hết biên độ, SCR, NLG giảm hơn 5%. Mặc dù thị trường bất động sản đang trong tình trạng trầm lắng, nhưng tổng thu nhà đất trong 11 tháng qua vẫn tăng 40% so với dự toán, trong khi 70% hộ gia đình có thu nhập từ 40 đến 70 triệu đồng vẫn mua thêm ít nhất một sản phẩm bất động sản. Theo số liệu công bố mới nhất của Tổng cục Thuế, trong 11 tháng vừa qua của năm 2022, tổng khoản thu từ nhà đất chiếm khoảng 17,2% tổng thu nội địa. Số thu ước đạt 222.626 tỷ đồng, tăng gần 40% so với dự toán và tăng 30,5% so với cùng kỳ. Theo khảo sát của bấtđộngsản.com.vn, có đến 79% người đang sở hữu từ hai bất động sản cho biết họ sẽ mua thêm bất động sản trong tương lai gần. Tỷ lệ này ở những người đã làm chủ 3 bất động sản trở lên đến 87%. Các số liệu cho thấy nhu cầu mua nhà, đất để ở và đầu tư của người dân vẫn luôn ở mức cao. Tình trạng người nắm giữ bất động sản phải giảm giá để xả hàng diễn ra ngày càng phổ biến trên thị trường thứ cấp vào cuối quý 4. Các nhà đầu tư mua đi bán lại đang rơi vào tình trạng thanh khoản kém do áp lực nợ đáo hạn cuối năm rất lớn. Tại thành phố Thủ Đức, mức cắt lỗ chung cư đã tăng từ 300 triệu đồng lên 600 triệu đồng. Các bất động sản giá trị lớn ghi nhận hàng loạt trường hợp giảm giá mạnh. Tại phường An Phú, quận Hai Cũ, xuất hiện giá chào bán đất mặt tiền giảm từ 185 triệu đồng một mét vuông xuống còn 135 triệu đồng một mét vuông, tức giảm 27% so với giữa năm. Đất mặt tiền giảm từ 215 triệu đồng một mét vuông xuống 156 triệu đồng một mét vuông, giảm tới 27,5% so với đầu năm. Các giao dịch bất động sản giằng co rất lâu vì bên mua thận trọng, ép giá bên bán do biết thanh khoản thị trường kém. Hơn 90% khách mua thường không vội đưa ra quyết định nhanh thời điểm này vì cho rằng năm 2023 thị trường sẽ khó khăn nhiều hơn. Thông tin vừa rồi cũng khép lại nhịp sống kinh tế hôm nay. Chương trình phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 trên truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.